Đây, đi quay máy này. Máy là cho anh em xem này. Coi bên máy dàn 75 đi. Đây, dàn 75. Từ 5 nhá. Từ 3 này, coi con từ 3 này. Con này giống như nó mông lại. Mông lại. Này là 95 đây. ST không ST đi Sumitomo đây Komatsu con này mà như cách luôn này. Đây tôi nói đây thứ 8 đời 2014 chạy 3000 giờ con này cũng có động cơ đó tiếp này Kanto nhỏ Yamaha này. Này, này, Vio 5 Vio bao nhiêu đây? Chắc là tới 40 này, Vio 40 này. Xinh này, xinh nét này. Đây nha. Qua coi dòng máy lớn đi. À con hoa hậu ấy. 35-1 đi. Nè, có một con X35-1 cần dài này anh em. Máy xấu, nát lắm. Ờ, không, đẹp, máy được. Máy thì hơi bẩn chứ. Bơm khô đó. Rồi, coi con 35-1 khác nha. Trời 135k bên này hiếm 120 là hiếm 135 chắc không có luôn. Nè X35-1 anh em này. Má con này đẹp mê hồn luôn. Con này mà không lấy là con nào lấy đấy. Cắt có gấp gỗ này. Để nhanh nhanh nha. Bây giờ nó chuyển lạnh kinh lắm, tuần trước nó tuyết rơi rứa tôi lừa rồi. K210 này em này. Con này thì xin đừng hỏi giá nhé. Giá khởi điểm nó 1 sen man này 2.7 có đủ búa này. Búa chắc nó chưa khui nữa. Nó bán đi công ty phá sản hả? Ê, quá đẹp. Phải cầm con 35X X35-1 con đẹp quá, giá cao lắm anh ơi, con chắc phải 270-350 mới mua được á. Đây bây giờ tụi này có một con 1 đây anh em nhá. Nước luôn, chảy nước luôn. Đây nha, 200-1 này, hết 200-1 nhưng giá ship 200-1 có này. Đấy không? Đấy. Trọng sau có chung. Bây giờ nó quẹt lại đây này, nhưng mà màu sơn din nó vẫn còn. Đấy, đúng sao? Gym
Musou hỏi cái kia. Này bao nhiêu này? Sumitomo cái dòng trừ 3 nhưng mà đít tròn. Đấy nhá. Đường búa, đường chờ, đường nhau, đường FPC, mà cái sổ này nó thì tốt thôi. Con này đẹp quá trời luôn. Từ 6E này. Giữ máy thật xài mấy năm mà. Đây, máy mục tiêu nha anh em. Mình thích làm máy này, thích làm máy nhỏ này, nhỏ làm thích. Thì bây giờ Nhật hiện tại nó đang mở cửa cho người nước ngoài vào Nhật đấy. Anh em nào mà tranh thủ làm visa qua Nhật, qua đi coi máy, Phương dẫn đi coi. Đấy. Để bãi thế là coi này. Bãi thì dẫn đi này. X20UR này. Đấy. Tư sinh tâm, không tư sinh tâm. Hai sáu năm này có con 265 là E, con đời còn thấp hơn cả đời A nữa. PC 120 này. Con trừ một của chúng ta đây, mà trăm con này chắc mình chưa kéo đi đấu rồi, mình chưa kéo đi. Con ta là cuối mấy đây biết, cuối hai. Từ 6 này. Con này thì xấu hơn, từ 6 em không. Được 204 con này thì xấu. Đây là con X200LC từ 3. Con này thì bơm ré này. Đây con trừ 1 đây. Đây nó đây, nó đây. Mấy con trường một bơm không ấy bị sơn ngon chán, một cái là hơi cũ, trong cabin sạch, biết máy còn giữ tốt, mới chạy có 5.000 giờ. Con này chủ yếu nằm đây, có trọng sau đang còn khô rang lắm mà. Một nhé, con PC 100 này, anh em nào nhà hứng chơi con 100 này thì ấy này. Con này chắc 3 rồi. 100 à. Nhưng con này còn đẹp lắm anh em. Nó mông lại mông chứ còn đẹp chắc. Thôi kết thúc live stream công việc ở đây nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo. Em sẽ đưa inbox. Máy sẽ theo nhu cầu của anh em nhé. Ở 38 nha.